Xin chào mọi người. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người một chút về chi phí để đầu tư 10 con heo nái tương lai. Thì 10 con heo rừng lai mình nuôi từ heo con lên ấy, thì lúc đấy nó cũng có giá là 1 triệu một con. Và mình bắt một con 1 triệu. Xong rồi mình nuôi 6 tháng lên. Lúc đó nó cũng lên được tầm 30 và mấy ký gì đó. Và bắt đầu mình đẻ nái. Đấy, nói chung là cái thức ăn của heo rừng lai này cũng rất là dễ kiếm. Hầu như là mình cho nó ăn rau muống, rau rang, cỏ, chuối. Mấy cái mà dễ kiếm, hầu như vườn mình cũng có. Nhưng mà không chỉ mình cho nó ăn những thứ đó, mà mình còn cho nó ăn thêm cám nữa. Tại vì nó là heo nái, nên là mình cho ăn thêm cám để nó bổ sung thêm chất để nuôi thai, và sau này nó đẻ con ra thì nó sẽ đạt được chất lượng hơn, đạt được số đầu con hơn, rồi con nó đẻ ra nó không bị còi. Thì tiện đây mình cũng xin chia sẻ cho các bạn đang có ý định nuôi heo nái tương lai, và nếu bây giờ mình bắt một lúc 10 con heo nái tương lai sắp chuẩn bị lên giống để về mình nuôi thì nó có chi phí từ tầm 25 triệu trên 10 con, trên từ 25 đến gần 30 ký đó, và nó tầm 25 triệu, có nơi hơn xíu, nơi khoảng tầm nhích hơn chút xíu nữa là tầm 26-27 triệu gì đó thôi, chứ cũng không có cao lắm đó. Nhưng mà vào cái thời điểm này mà mọi người lên giống ấy, thì mình nghĩ chắc cũng rẻ thôi. Chắc cũng tầm 23-24 triệu gì đó. Chứ không, cũng không tới 25 triệu. Thì trong quá trình là 3 tháng 25 ngày là heo bắt đầu sinh sản. Mà heo sinh được tầm 1 tháng là mình có thể xuất bán heo con được rồi. 1 tháng cứ tháng 5 ngày gì đó. Đó, heo cân cứng là mình có thể xuất bán. Và sau khi tách heo con thì heo mẹ sẽ được nghỉ ngơi 5-10 ngày gì đó, tuần gì đó, là bắt đầu mình sẽ cho heo đực vô nước chung để cho heo nái lên giống lứa tiếp theo đó. Cứ như thế thì cứ 1 năm thì mình được 2 lứa, mà 2 năm thì mình sẽ được 5 lứa, kiểu như là có 3 tháng mấy thôi, heo bầu 3 tháng mấy thôi là nó đã đẻ rồi. Nên là 1 năm thì có thể được 2 lứa, sẽ dư ra được ít tháng nữa. Đó, thì mình xin chia sẻ tới đây thôi. Nếu mà có ai thắc mắc gì thì xin comment ở bên dưới nha. Mình sẽ trả lời mọi người.